Hello, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay Vũ sẽ review cho các bạn coi một mẫu sản phẩm. Thì sản phẩm này nó cũng tương đối là lâu rồi, nhưng mà hôm nay mình mới có một cái cơ hội để review cho các bạn cái sản phẩm này. Thì nếu mà anh em làm ở trong âm thanh thì chắc các bạn có thể đi vào những cái sự kiện lãm các bạn sẽ thấy. Nhưng mà đối với những người dùng mà chúng ta chưa có thể xem thì video này mình sẽ cho các bạn xem cái ruột của một sản phẩm cao cấp của SE Audio Technic của Đức các bạn ha. Thì đây là Shure MF3A. Ngày xưa các bạn nhớ Vũ có con mà gọi là MF3 mà màu trắng, mình đã mổ bụng nó ra đúng không các bạn? Thì hôm nay cái con đó là con Baxi, là nó không có công suất. Và con này là một dòng Pro, đây là dòng Pro nha các bạn ha. Thì nó là một cái dây lai array trình diễn những sân khấu lớn như là những sân vận động của thương hiệu SE. Thì cái con này các bạn có thể kết nối được tới khoảng tầm 18 con, 16 con, thì nó sẽ thành một cái dây rất là dài, để và có cả hai cái mic low ở trên nữa. Nói chung là để dành cho những sự kiện lớn. Nhưng mà mình có một con đây để mình review cho các bạn, để giới thiệu cho các bạn xem cái cấu trúc cũng như cái ruột bên trong của thương hiệu này. Và Vũ xin phép nói thêm cho các bạn nữa là cái con MF3 này là con có công suất nha các bạn. Để mà chúng ta đánh được cái chất âm của con MF3 này riêng với Shure này thì các bạn cần phải có tối thiểu phải là từ 3 đến 4 con trở lên. Thì chúng ta đánh, nếu mà chúng ta áp dụng trong nhà hay là nhà hàng thì chúng ta tối thiểu phải đánh từ 4 con nha các bạn. Còn nếu mà chúng ta ít hơn 4 con thì nó sẽ không mang lại cái hiệu quả mà như cái hãng SE này đưa ra cho các bạn nha. Rồi, ok, các bạn có thể quay lại gần. Thì với cái kích thước con loa này á, là nó như một tờ giấy A4. Nôm na chính xác là một tờ giấy A4. Để Vũ lấy cho một người một tờ giấy ứng cho mọi người xem luôn nha. Rồi, đây cameraman, đây, thấy chưa, đó. Rồi bạn quay qua đây đi. Đúng một tờ giấy A4 nha các bạn. Bạn có thể thôi quay cái mí này nè. Đấy, rồi các bạn có thể mừng tượng được cái loa. Đấy, rồi, ok. Và trong cái con loa này tổng cộng là 16 driver mini. Rất là nhỏ nha các bạn. Và tất cả driver trong đây là từ neo hết hoàn toàn. Từ neo 100%. Để Vũ mở tham số mình sẽ đọc cho các bạn chính xác. Cái con này thì nói để các bạn chia sẻ hơn về thương hiệu này. Có những cái story nó làm rất là đặc biệt và cực kỳ chất lượng sản phẩm, cho đến độ hoàn thiện nó rất là cao cấp. Đó. Rồi, mọi người chờ Vũ một xíu nha. Rồi, mình sẽ nói tham số. Cái con này nè các bạn, nó tích hợp tổng cộng là 8 driver. Mọi người chờ Vũ xíu. 8 driver 2.8 inch. Đó, 8 driver 2.8 inch. Đây. Và 16 driver. Ở đây mình không có mở phía trước cho các bạn, để chút mình mở cho các bạn xem. Ok. Rồi. Đây, cái này rất là đặc biệt. Đây là con mẫu trưng bày nha các bạn. Đây là một con mẫu trưng bày, nó thể hiện hết cái kết cấu của bên trong cái ruột. Đó, các bạn có thể quay cận cảnh cho khách hàng xem về phần bo mạch, về cấu trúc đó, đầy đủ cái độ hoàn thiện của sản phẩm đó. Các bạn thấy rất là đẹp, rất là pro đúng không các bạn? Của thương hiệu SE Audio Technic của Đức nha các bạn ha. Thì theo thông tin hiện nay thì tất cả thương hiệu SE Audio Technic này là bây giờ không còn là shipping từ China qua nữa, mà tất cả hãng được công bố là SE là tất cả sản phẩm dù vẫn là made in China nha mọi người, nhưng mà nó sẽ được chuyển hàng qua Đức và từ Đức mới chuyển về Việt Nam. Mọi thứ là phải shipping từ Đức về, tức là nó phải hàng phải đi qua bên Đức, sau Đức mới về Việt Nam, dù nó vẫn là sản phẩm made in China nha mọi người nha. Vũ thông tin thêm cho các bạn biết. Rồi, đây là phía sau. Đấy, đây là những cái con này live array nè các bạn. Những cái giải live array đánh sự kiện sân vận động lớn á. Các bạn có thể nói khi mà chúng ta nói, bạn mừng tượng ra được là khi mà chúng ta kết nối được cái 16 con loa thì các bạn biết nó dài như thế nào. Bạn nó dài khoảng là 5-6 mét gì đấy đó. Xin lỗi mọi người, nó khoảng tầm 3 mét mấy gì đấy, mười mấy con loa. Thì chúng ta mừng tượng đi, các bạn nhìn đây. Bạn cameraman có thể quay được cận cảnh giúp mình cái chỗ này để cho khách hàng cũng như là những người xem video có thể thấy được cái độ hoàn thiện từ đến cái con ốc nước sơn cho đến cái phần nguyên khối này. Các bạn thấy không, được CNC rất đẹp, rất là nguyên khối từ nước sơn nha các bạn. Đây, các bạn nhìn trên đây nè.
Đó, các bạn thấy chưa? Đó, các bạn thấy cái phủ không? Đó, cái nước sơn gỗ nè. Nhìn, nó được phủ thêm một lớp coating. Cái loa này nó là sử dụng cái ván là 12 ly. Đó, rất là dày. Và nó phủ thêm một lớp coating nữa để việc là chống chày xước các bạn. Nè, phủ đang cũng có rất là có móng tay. Đương nhiên là chúng ta ở mức độ giới hạn chúng ta sát với nhau thôi. Và các bạn thấy nước sơn nó rất là bóng. Đấy, nước sơn nó rất là bóng. Đó, rồi bạn quay phía bên đây nè. Cho người đây. Đấy, quay cho bạn. Rồi bạn thấy không? Cái lỗ tròn những cái chỗ này nó làm độ hoàn thiện rất là gọn gàng. Đấy, con này đúc. Cái này là hãng đưa ra để cho chúng ta có cái độ khi mà treo, chúng ta phải treo thẳng hay là độ nghiêng bao nhiêu độ, 5 độ, 2 độ, 3 độ, 6 độ thì chúng ta mắc xích nhiều con lo với nhau để tạo một dây live array lớn, công suất lớn. Bạn thấy không? Đó hoàn thiện. Rồi còn cây này là để cây chúng ta nối với lại những cái con khác, để chúng ta linh với lại những cái con khác. Đấy, bạn không linh linh con thứ hai. Đấy, để chúng ta móc lên. Đó. Rồi các bạn nhìn cái phần, nó sẽ có phần sau, nó sẽ có là thứ nhất là nguồn. Chúng ta không cần phải cắm nguồn cho từng con. Những cái con này sẽ biết công nguồn, chúng ta chỉ con là cái nguồn thứ nhất nó sẽ cấp cho con nguồn con thứ hai, và con nguồn thứ hai sẽ cấp cho nguồn thứ ba sẽ cấp nguồn cho thứ tư cấp nguồn cho thứ năm. Đó, nó sẽ link được với nhau, luôn cả tín hiệu cũng vậy. Luôn cả line tín hiệu in out thì chúng ta sẽ link tất cả mười mấy con lại với nhau, trừ khi chúng ta đánh những khi mà chúng ta rót, chúng ta chia quay ra thì chúng ta mới thêm một dây nguồn hoặc thêm dây tín hiệu thôi. Còn nếu mà chúng ta muốn link toàn bộ tất cả các lo đều như nhau và sử dụng trên một EQ á, thì chúng ta cứ link nhau mười mấy hai ba chục lo gì cũng được. Đó, và chúng ta sử dụng. Trong đây nó có cái phần 2 để cho chúng ta, ở đây phần MF3 nó cho phần 2 để chúng ta có thể chỉnh được là chúng ta tăng cái độ high shape này, tăng thêm 3 dB và tăng cộng đến cộng 6 dB nên con này rất hỗn. Rồi trên đây nó có những cái đèn project, limit, signal và đèn power. Đó, nút công tắc. Đấy, các bạn nhìn cái hoàn thiện cái phần nó, nhìn nó đã đúng không bạn? Nhìn nó rất là chất lượng đúng không? Mình không nhớ con giá này nhưng mà tương đối là đắt một con. Hôm nay con này con để những cái buổi triển lãm thôi. Rồi, bạn có thể quay vào lên phía trước giúp mình cái con này. Ở đây, quay cận cảnh vào. Đây, đấy các bạn. Rồi, đây. Đây là cái những cái tem dán của hãng SEM3, những cái series. Họ nốt vào những cái bo công suất. Và những cái khay này đều là làm khay nhôm nha các bạn. Các bạn thấy phần ván của họ. Đây, đấy. Đó, đây là những cái driver loa. Mình không có mở ra được nha mọi người. Cái này hãng không cho mình mở ra. Đã nó lồng kiến như vậy rồi nên mình cũng rất là ngại mở ra, không biết là mở ra được không, mình cũng kỳ. Nói chung là đấy, thì các bạn thấy bên trong là những driver loa nó rất là bé. Đây là những driver 2.8 inch nè và 8 củ trep ở phía trước. Rồi để mình xoay lại. Còn đây là phần cấu trúc bo mạch, công suất, DSP. Đấy, mình mở cho các bạn xem. Đó, đó, phần nguồn. Các bạn thấy không? Từ luôn cả cái nét chữ, mình rất, nói chung là mình rất là thích về cái MF3 là cái độ hoàn thiện, cái độ tinh tế của sản phẩm nó rất là cao, nó tập trung cái độ chất lượng cho sản phẩm rất là cao. Luôn cả cái nút nữa các bạn. In cho đến mọi thứ nó làm rất là sắc nét. Đấy. Đấy. Đồng bộ của hãng. Nói chung là mấy ông hãng nước ngoài thường thường mấy ông là bán đồ phụ kiện mắc lắm các bạn ơi. Đấy. Đây, MF3. Thì về cái driver thì các bạn nào mà chưa xem Vũ review mà mở ruột cái con kia cách mấy năm trước á, thì các bạn có thể xem video đó. Mình đã có review nó sẽ có 8 driver mid và 8 driver chép để cho nó cộng hưởng với nhau, nó cho nó sẽ đi xa hơn. Và con này các bạn lưu ý như nãy Vũ có chia sẻ là chúng ta phải đánh từ 4 con lên mới hoạt động hiệu quả nha. Thì phân khúc này phân khúc pro rồi. Đấy, ok, như vậy là hôm nay Vũ đã review cho các bạn xem một cái mẫu lo. Đây là con mà hay đi hãng đi trưng bày, thường khách hàng end user chúng ta sẽ không thấy được những cái bo này ở bên trong của một cái con loa đâu. Hãng thường các bạn thấy được cái thùng thôi. Này Vũ quay cho bạn cái ruột bọng nó luôn nè các bạn. Và con này á, cái đây bạn có thể quay được cho mình cái tham số kỹ thuật của nó nè. Quay cận cảnh giúp mình à. Đấy, quay cận hơn nữa đi, cận nữa đi bạn, cận nữa đi bạn, cận nữa đi bạn. Rồi ok bạn. Rồi, ở đây các bạn thấy không bạn? Đây, tổng cộng chúng ta sẽ có 8 driver 2.8 inch và 7, tất cả đều từ neo luôn cả, 7 driver 1 inch. Đó. Đó, đầy đủ hết các bạn ha.
48 hertz và tần số mà khi mà chúng ta ánh đánh ở trên dưới 6 dB là 120 cho đến 20 kg nha các bạn. Nên là góc nó rất là rộng. Nói chung là không, còn góc không xin lỗi mọi người, nó cái dải tần đánh nó rất là rộng các bạn, dải tần đánh nha. Còn cái góc phủ của nó các bạn là 120 độ và 16. Đấy. Đó, 120 độ và 16. Đó, các bạn có thể xem ha. Như vậy các bạn thấy nhìn một sản phẩm loa nó rất là xịn đúng không? Và trọng lượng con này nó chỉ có 8 kg thôi. Đây đây là cái lớp mà Vũ nói, đây là cái lớp coating mà nó nói là nó giúp cho nó chống chày các bạn. Đấy. Đây các bạn nhìn cái phần nhựa nè. Đấy. Đấy, tại nói chung là đồ mượn cũng không dám cầm ảnh, nói chung là mình cái móng tay như thế này thật ra giống như bình thường chúng ta cà tới cái lui là không thể nào chày được. Trừ khi chúng ta lấy đồ vật nhọn chúng ta cố tình ta sủi nó thì nó sẽ chày thôi. Ngoài ra là không thể nào chày được. Từng con bo cho đến mọi thứ nó đều có một cái tem mã code đầy đủ hết các bạn. Nó không phải là làm cẩu thả hay đến cái phần này, nói chung là nó cẩu thả đâu. Nhìn nó rất là đẹp, rất là chỉnh chu. Ok. Rồi. Ok, vậy là hôm nay Vũ đã review giới thiệu cho các bạn về một cái line sản phẩm cao cấp của thương hiệu SE Audio Technic. Thì đây là dòng MF3. Các bạn chờ cái phiên bản sắp tới Vũ sẽ review các bạn là một cái series, một phiên bản mới của hãng này. Nó sẽ cao cấp hơn, nó sẽ mắc hơn một chút xíu, nhưng mà mình sẽ mượn của hãng để mình review các bạn một con line là phiên bản RAW. Phiên bản RAW nó rất là đẹp các bạn, nhìn thậm chí là về mặt SPL cho đến mọi thứ nó đều rất là khủng. Đó, tham số nhìn rất là khủng. Rồi, các bạn thấy video này hay và chia sẻ các bạn nhiều thông tin thực tế thì các bạn đừng quên bấm là like và share cho cái video của Thiên Vũ. Và Thiên Vũ sẽ sắp review các bạn một cái con là Cost Series phiên bản RAW MK2. Các bạn đừng quên bấm follow kênh để theo dõi nha. Bye bye.